Luật chơi vòng 2, ai là siêu nhân? Chương trình sẽ đưa ra hai thử thách tương ứng với hai trò chơi vận động. Các bé sẽ chọn ba hoặc mẹ để tham gia thử thách và phán đoán thời gian mà ba hoặc mẹ sẽ thực hiện xong đúng với kết quả mà chương trình đề ra. Thực hiện đúng với số thời gian dự đoán của bé sẽ nhận được 20 điểm. Nếu không đạt đúng số thời gian dự đoán của bé thì số điểm đó sẽ thuộc về gia đình còn lại. Sau hai vòng chơi, gia đình có tổng số điểm cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt của chương trình. Gia đình có số điểm thấp hơn sẽ dừng cuộc chơi. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Cả Nhà Cùng Vui. Vòng thứ hai cực kỳ hấp dẫn nha quý vị, được mang tên là Ai Là Siêu Nhân. Ở vòng thử thách đầu tiên tại vòng 2, chúng ta đang đến với một tấm bảng với rất nhiều hình ảnh trên đó đó. Quý vị thấy nhiều hình ảnh ghê chưa? Cái này là cái mặt sau thôi, cái này là cái logo chương trình. Cái hình ảnh nó nằm sau nha quý vị. Lát nữa đây em sẽ mở hình ảnh ra. Ba và mẹ chỉ có 10 giây để quan sát và ghi nhớ những hình ảnh nằm trên đó mà thôi. Sau khi kết thúc 10 giây, MC sẽ quay bảng lại. Và 60 giây tiếp theo, ba mẹ phải lần lượt nói ra những cái tên mà những hình ảnh mà chúng ta ghi nhận được trên đó là cái gì. Và bây giờ thì các con ơi, dự đoán xem ba mẹ sẽ ghi nhớ bao nhiêu đây khi số lượng hình ảnh bên trong đây ở đằng sau sẽ là 38 hình ảnh khác nhau. Mà bây giờ tụi con phải dự đoán được là ba mẹ sẽ ghi nhớ được bao nhiêu món. Thì không biết là Bitty sẽ dự đoán được là ba mẹ mình sẽ ghi nhớ và mình sẽ nhớ được bao nhiêu hình ảnh ở trên tấm bảng đó. Dạ, con dự đoán là ba mẹ con có thể đoán được 9. Phương Anh đoán thử coi ba mẹ mình sẽ nhớ được bao nhiêu tấm hình trên tấm bảng đó. Con nghĩ là 10 thôi. 10, đó Bitty nè, cho cô một con số. Con nghĩ là 13. 13. Phương Anh thì nghĩ là ba mẹ mình sẽ trả lời được bao nhiêu tấm hình trên cái tấm bảng đó nhỉ? Con nghĩ là 14. 14 hả con? Ừ, 14. Bitty nghĩ bao nhiêu? 14 cũng còn ít mà. Dạ con nghĩ 16. Bây giờ đã tới khúc gây cấn. Theo cô nghĩ 1 phút mà nhớ tới 16 cái hình thì cũng căng rồi nha. Khá là gian nan. Dạ con nhường. Vậy là cuối cùng Bitty lại giành về quyền để cho ba mẹ mình trả lời ở vòng 2 này. Cảm ơn hai con, cũng rất là căng thẳng ha. Thì bây giờ ba Bằng và mẹ Thùy sẽ có quyền ưu tiên để chơi thử thách này. Quan trọng là chỉ có 10 giây để quan sát thôi nha. Chuẩn bị nha. 10 giây bắt đầu. Có lắm ba mẹ. Đã hết 10 giây. Và bây giờ hãy sẵn sàng với 60 giây để ba mẹ có thể kể tên ít nhất là 16 món chính xác với những thông tin hình ảnh mà chúng ta vừa mới tiếp nhận được. 3, 2, 1, xin mời. Xe đạp, máy bay trực thăng, cái đùi gà, cây xương rồng, cái ổ khóa, cái bóng đèn, đèn chụp ở trên xuống. Rồi, anh kể tiếp nha. Nút mở nguồn, tắt nguồn, với lại là sạc pin điện thoại, chìa khóa. Máy pha cà phê. Máy pha cà phê, máy đánh bột và đánh đánh trứng. Tiếp nhiều lắm á. Trong nhà mình có quá trời luôn kìa. Quạt trần. Quạt trần, quạt bàn. Rồi cái lò vi ba, cái lò nướng. Bóng đèn. Bóng đèn. Đèn ngủ. Cái bàn, cái ghế. 17 đáp án hợp lệ. Xin chúc mừng gia đình mình đã vượt qua được con số 16. Yeah, tụi con. Yeah. Chúc mừng con nha Bitty ơi. Dạ. Yeah. Thấy ba mẹ giỏi không? Dạ yeah, giỏi. Như vậy là gia đình của bé Bitty được cộng thêm 20 điểm. Chúc mừng nhà mình. Tỷ số bây giờ đang là 30 và 20. Ngay sau đây sẽ là thử thách thứ hai tại vòng 2. Xin mời quý vị. Thử thách thứ hai tại vòng 2, ai là siêu nhân? Ba mẹ vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với nhau để có thể đạt được cái mục tiêu, đó chính là chinh phục càng nhiều ly càng tốt. Chinh phục bằng cách mỗi người cầm một cái dĩa nhựa, sau đó cố gắng chúng ta dùng lực của đôi bàn tay ngọc ngà của mình thổi cho ly di chuyển đi hình chữ U nha, đi từ đây qua đây và vừa qua vạch đích là ok. Nhiệm vụ các bé rất là đơn giản, chúng ta đoán xem trong vòng thời gian là chỉ có 90 giây thôi, ba và mẹ của các con sẽ ghi được thành tích bao nhiêu ly hợp lệ nhé. Coi bộ cái trò này khó nè nha. Bitty thì con nghĩ là ba mẹ mình nó sẽ quạt được bao nhiêu ly về tới đích. Con đoán là ba mẹ sẽ quạt được 3 ly về tới đích. Còn con là dự đoán là sẽ là bao nhiêu ly về đích? Con nghĩ chắc là 4. Tới cái vòng này rồi là mình phải chắc cú ha. Rồi, Bitty, ba mẹ sẽ quạt được 5 ly về đích. 5 ly về đích.
Còn Phương Anh? Dạ con Nhương. Là Nhương. Vậy là gia đình của bé Betty lại tiếp tục bước vào trận đấu cuối cùng, đó chính là phải đưa được 5 ly về đích. Dạ vâng, cảm ơn Betty, cảm ơn Phương Anh vì sự thận trọng của con. Xin mời ba mẹ vào vị trí. Chỉ có 90 giây, hy vọng là chúng ta chinh phục được 5 cái ly trọn vẹn đi hình chữ U và về một cách nguyên vẹn và không bị đổ. 3, 2, 1, xin mời. Cố lên ba mẹ. Đó, cái ly không được chạm vô ly nha. Ê, cái dĩa không được chạm vào ly nha. Đó, đi hình chữ U nha. Có vẻ nếu như mà ba đó, mẹ mà biết chiến thuật là đi cũng dễ dàng mà. Đó, tới do đó thì ưu tiên cho lực của mẹ nhiều hơn đi. Ưu tiên cho lực của mẹ nhiều hơn. Ồ, cái ly ngộ ha. Ồ, lực đó, 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 mẹ phối hợp, mẹ phối hợp. Rồi rồi, mẹ về đây, mẹ về đây nào, mẹ về đây nào. Mẹ đừng lớn qua đó. Đó, giờ tới ba nè, lực của ba nè. À, một phát ăn luôn nè. Rồi, tốt lắm. Bây giờ sẽ là ly thứ hai. Đúng một ly rồi. Đúng rồi, mình có kinh nghiệm nhiều hơn rồi đó. Đúng là động tác nào, chúng ta động tác có. Cố lên ba mẹ. Cố lên, đó, cái chỗ đó thì ưu tiên lực của mẹ nhiều hơn nào. Cố lên, mẹ cố lên. Rồi rồi rồi. À, trời ơi. Thời gian vẫn còn, tiếp tục nào. Muộn quá. Căng à, căng à. Chị quạt lên đã xong rồi. Cái lực của mẹ thì hơi yếu hơn của ba ha. Chị quạt phía dưới gì? Cho nó lên. Rồi đúng rồi. Đó đúng rồi đó. Ồ đúng đi rồi. Đẹp chưa kìa. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Cái lì khứng đầu á. Cái lực và vận tốc gió cũng rất là quan trọng. Rồi mẹ quay về, mẹ quay về. Hay quá ba ơi. Rồi lý tiếp theo nào, lý tiếp theo nào. Ba hết giờ rồi. Ba mẹ thấy sao ạ? Ba mẹ thấy sao ạ? Cái trò này là quá khó. Bởi vì điều khiển chiếc ly phải như bằng cầm bằng tay dễ. Còn này sử dụng lực gió mà mình khó điều khiển lắm. Nhưng mà quan trọng là ba mẹ luôn giữ nụ cười trên môi. Một tràng pháo tay dành cho ba Bằng và mẹ Thùy. Như vậy là tại thử thách này thì chúng ta đã biết được 20 điểm đã thuộc về đội nào rồi. Đó chính là mẹ Phương cùng với ba Tuấn được 20 điểm. Chúc mừng cả nhà mình. Số điểm của mình đã thay đổi 40 và 30, 40 điểm cao hơn một chút xíu đã quyết định được gia đình bước vào vòng đặc biệt ngày hôm nay. Đó chính là gia đình của ba Tuấn và mẹ Phương. Xin chúc mừng. Trước tiên thì chúng ta hãy chúc mừng cho đội về nhì ngày hôm nay với giá trị tiền thưởng là 2 triệu đồng đã thuộc về gia đình của bé Betty. Chúc mừng con gái nha. Phải nói là gia đình mình, đặc biệt là ba mẹ con nha, mẹ Thùy với ba Bằng, ôi thi đấu hết sức mình luôn, thi đấu rất là nhiệt tình, luôn cười vui và động viên nhau nữa. Thì con có nhận xét như thế nào về phần thi đấu ngày hôm nay của ba mẹ nè? Dạ con thấy là hôm nay ba mẹ có đoàn kết, biết chia sẻ với nhau, và hy vọng con sẽ luôn là cái sự yêu thương và kỳ vọng của ba mẹ. Và hứa với ba mẹ điều gì nè? Con hứa là con sẽ ngoan hơn, học giỏi hơn cho ba mẹ vui lòng. Giỏi lắm. Và cảm ơn anh chị rất nhiều, ngày hôm nay đã mang lại rất nhiều nụ cười, sự giải trí và đặc biệt là số điểm dành tặng cho gia đình hàng xóm. Và không biết là gia đình hàng xóm của mình, đặc biệt là bé Phương Anh, không biết có những cái lời nào nhắn nhủ tới bạn của mình không? Mình chúc bạn là bạn sẽ học giỏi hơn. Giỏi lắm. Không biết là chị, anh Tuấn với chị Phương có nhận xét như thế nào về gia đình hàng xóm nhà mình ạ? Em thấy rằng là anh chị chơi rất là xuất sắc luôn. Nhưng mà tại vì chỉ một xíu may mắn thôi. Gia đình rất là đoàn kết và cảm ơn anh chị cũng đã tặng điểm cho bên nhà em, nên nhà em mới có cơ hội để làm ông chồng. Dạ vâng, xin cảm ơn cả hai gia đình rất nhiều ạ. Như vậy là gia đình của bé Phương Anh coi như là đại diện bữa nay để bước vào vòng đặc biệt.